Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ sáu của tháng 11. Là ngày 11 Tây tháng 11 2022. Hôm nay tôi lại có một cái gì để nói chuyện với các bạn. Về thứ nhất là về tình hình chiến tranh Ukraine. Và thứ hai là tình hình về kinh tế của Việt Nam và kinh tế của thế giới. Thì trước khi bắt đầu đó thì các bạn để tôi làm một ly cà phê. Các bạn thấy đó, bên Mỹ đó thì cà phê đó thì lúc nào tôi cũng pha sẵn, tôi không có đi ra ngoài uống mất thì giờ tốn tiền. Ở bên Mỹ đó một ly cà phê này đi ra ngoài vừa mất công chạy xe mất thì giờ vừa phải tốn tiền một ly cà phê 5 đô la. Ở nhà tôi uống ly cà phê chỉ có 50 sen à. Ở bên Bắc Cali mùa này nó rất là lạnh, cho nên các bạn thấy không, tôi phải mặc hai áo mà tôi phải quấn thêm cái khăn để cho nó ấm cái người, tại vì tôi không có thích mở hết thì nó đốt cái oxygen đó, nó làm cho cái không khí nó không có tốt. Bây giờ trước khi bắt đầu thì tôi cũng ca một bài ca để cảm ơn Chúa trong một ngày mới. Bài ca này đó thì là do tôi viết ra lời lời Việt. Để cho tôi làm đi cà phê cái đã nhau. Con Chúa ơi, chùa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa thương bao bền vững muôn đời. OK, bây giờ tôi bắt đầu. Tôi nói chuyện cái đề tài này là nói tự nhiên, tôi không có soạn trước. Thường là tôi hay soạn, tôi viết vào trong cái iPhone. Nhưng mà bữa nay tôi nói tự nhiên, không có soạn trước. Cũng như tôi đã tiên đoán trong những cái video trước tôi đã làm đó, là tôi nói đó là Putin xâm lược sẽ sụp đổ. Thì bây giờ ngày hôm nay là rõ ràng rồi. Quân đội Nga đang tan rã và không có khả năng để mà gây ra chiến tranh nữa. Cho nên đó, người Nga bây giờ đó, quân đội Nga bây giờ đó là phải rút khỏi Kherson. Và ngày hôm nay thì quân đội Ukraine là người ta đã vào thành phố Ukraine sau 8 tháng. Quân Nga chiếm được thành phố Kherson thì bây giờ đó, quân Nga phải rút rút lui vì không có khả năng bảo vệ được Kherson. Và quân đội Ukraine ngày hôm nay người ta đã vào thành phố Kherson, người ta dựng cái lá cờ cờ của Ukraine lên. Đây là một sự thất bại của Putin, và cái sự thất bại này nó sẽ làm cho Putin bị lật đổ 2023. Người dân Nga người ta không có muốn chiến tranh, nhưng mà đây là tham vọng cá nhân của Putin, muốn chiếm Ukraine để lập ra một cái liên bang Soviet gồm ba nước là Belarus, Russia và Ukraine. Tại vì Ukraine là một quốc gia
nhiều tài nguyên và đất đai thì đứng hàng thứ hai ở Âu Châu. Đất đai của Ukraine chỉ có thua Nga thôi, chứ ở Âu Châu là Ukraine là lớn hơn nhiều quốc gia khác. Mà cái trận chiến này đó, mà Ukraine mà bảo vệ được Ukraine đó, thì nó sẽ làm cho nước Nga điêu tàn. Nếu mà đó, người dân Nga đó mà không lật đổ Putin đó, thì nước Nga sẽ bị điêu tàn, chia rẽ và có thể gây ra nội chiến. Để đi lại cái đề tài của Kherson đó, thì Kherson là cái vùng mà cung cấp nước ngọt, và Kherson có một cái nhà máy điện, có một cái đập nước ở cái dòng sông Dnipro đó, để mà cung cấp điện cho Crimea. Mà nếu mà bị mất Kherson đó, thì người dân Nga, hơn 1 triệu dân Nga đang sống ở Crimea sẽ rất là lo sợ và có thể là chuẩn bị phải bỏ chạy. Là tại vì đó, nếu Ukraine mà kiểm soát được Kherson thì Ukraine sẽ khóa cái nước ngọt cung cấp cho Crimea. Đây là cái thiệt hại về lâu về dài cho cái sự sai lầm của xâm lược Putin. Thì có thể là chiến tranh nó đang và tới với cái giai đoạn mùa đông thì không có đánh nhau được. Ở bên nó trời lạnh lắm các bạn à. Ở bên đó nó có thể, tiếng Việt Nam mình gọi là âm 30 độ đó. Cho nên nó mùa đông là phải chấm dứt chiến tranh, với lại mùa đông thì tuyết nó đổ đó, nó làm cho gọi là đất nó mềm lắm, không có xe cộ, không có di chuyển được. Tôi không biết là khi nào thì hai bên Ukraine và Nga sẽ nói chuyện về ngưng bắn, nhưng mà nhìn là có vẻ như là đó, ông Putin ông muốn ngưng bắn để mà cứu vớt cái chế độ của ông, nhưng mà ông đòi điều kiện thế này thế nọ thế kia, ông đòi giữ những cái đất mà đã chiếm được của Ukraine như là Donetsk nè, Luhansk nè, Zaporizhia nè, Mariupol nè, rồi á một phần của Kherson và Crimea. Chắc chắn là đó, cái cuộc ngưng bắn này nó sẽ không dễ dàng. Tại vì á, ông Putin ông đi chiếm đất của người ta mà bây giờ ông đòi gọi là ông đòi điều kiện ngưng bắn và phải cho ông những cái phần đất ông đã chiếm. Đâu có ai chịu được. Cũng như các bạn thấy đó, Cộng sản Việt Nam đó, họ vừa đi xâm lược mà họ vừa đi thổi còi chính nghĩa. Toàn là những cái trò bịp bợm không. Cộng sản là toàn là những cái trò bịp bợm không. Rồi là nó ăn gian, nói dối, nói phét, rồi khủng bố người dân, rồi tham ô, rồi chia nhau tài sản. Người dân là những cái quốc gia cộng sản, họ chỉ làm nô lệ thôi. Họ chỉ làm cu li cho cái chế độ thôi, chứ họ không có quyền. Tôi chỉ nói về cái thực tế của một con người đã được may mắn sống ở một cái quốc gia tự do. Cái đầu óc của tôi là nó suy nghĩ tự do, nó đi tìm cái những cái chứng cớ hiển nhiên, chứ còn không có tin vào những cái phét lác của cộng sản. Nói chung lại đó là đó, cộng sản Putin sẽ bị lật đổ 2023, và đó, có thể là sẽ có một cái cuộc ngưng bắn tạm thời giữa Ukraine và Nga. Đó là những cái tôi tiên đoán.
Còn một cái vấn đề nữa là tình hình kinh tế thế giới sẽ bị suy thoái vì cái vấn đề xăng dầu á, nó lên giá nó lên cao, cái vấn đề thực phẩm nó lên cao đó. Và cái Covid á, nó vẫn đe dọa thế giới. Mà các bạn biết là Covid là gì? Covid là từ Trung Quốc, không ai biết được cái nguồn gốc của Covid nó từ đâu, mà người ta biết là nó từ Trung Quốc. Mà không ai biết được là cái Covid này là nó là do cố tình gây ra hay là vô tình đó. Còn cái vấn đề kinh tế Việt Nam á thì á, tại vì tôi trade stock mỗi ngày, tôi mua bán cổ phiếu mỗi ngày, mà tôi nhìn thấy đó, ở Việt Nam á, nó có một cái stock nó trading ở New York, nó gọi là VNM, nó gọi là Việt Nam Index đó. Thì tôi nhìn thấy đó, cái những cái stock của Việt Nam á, những nhà đầu tư mà đầu tư vô Việt Nam từ năm 2005 tới giờ đó, thì họ đã bị mất 50% cái tiền vốn đầu tư rồi. Đó. Và đó, cái vấn đề đó mà chiến tranh do Putin gây ra đó, đã làm cho cái giá xăng dầu nó lên cao, làm cho giá thực phẩm lên cao, và làm cho cái giá trị đồng đô la nó cũng tăng cao. Và nó làm cho cái kinh tế thế giới gọi là bị suy thoái. Thì Việt Nam mới là một quốc gia sống dựa vào những cái lao động, nhân công lao động rẻ tiền để mà như là may mặc, để mà xuất cảng qua bên những quốc gia như Mỹ và Âu Châu. Mà bây giờ Âu Châu thì chắc chắn là sẽ bị suy thoái kinh tế. Mỹ thì kinh tế họ sẽ bị chậm lại thôi chứ không có đến nỗi nào. Tại vì mấy bữa nay cái thị trường chứng khoán Mỹ nó lên cao. Mỗi lần thị trường chứng khoán Mỹ nó lên cao là những cái người buôn bán, những người mua cổ phiếu là họ lại có tiền. Giống như tôi vậy thôi. Thị trường chứng khoán ngày hôm qua nó lên là tôi cũng coi như là tôi có thêm được mấy chục ngàn đô la nữa. Tôi chỉ đầu tư vào những cái lĩnh vực mà tôi biết và tôi đang làm việc. Như tôi đầu tư vào Taiwan Semiconductor Chip, là những công ty làm chip điện tử của Taiwan. Cái đó là tôi đầu tư vào nhiều nhất. Và một cái ngành thứ hai nữa đó là đó, tôi đầu tư vào những cái như công ty là General Electric, là người ta làm jet engine, động cơ máy bay đó. Và đó, một cái mà tôi đang đầu tư vô là những hãng xe điện như là xe Ford và xe GM của Mỹ. Tại vì thế giới bây giờ đó là sẽ bắt buộc phải phải xài xe điện thôi, 10 năm nữa, 20 năm nữa sẽ không còn xe xăng nữa. Tại vì cái thảm họa môi trường nó đang xảy ra. Người ta phải cắt giảm cái dầu hỏa đi để mà cứu vãn thế giới khỏi bị sụp đổ. Còn cái kinh tế Việt Nam á thì á, tôi nghĩ là đó, địa ốc của kinh Việt Nam sẽ bị khựng lại. Bây giờ những người muốn bán nhà khó bán lắm, tại vì cái kinh tế này nó không biết nó sẽ như thế nào, có thể nó sẽ còn chậm qua năm tới nữa, và năm tới nữa là năm 23, 24 đó. Bây giờ đó, hệ thống nhà bên của Việt Nam bây giờ đang bị khủng hoảng. Ở Việt Nam bây giờ kinh tế là khủng hoảng chắc chắn rồi. Thì cái người Việt Nam bây giờ đó mà tốt nhất đó, là chỉ có mua đô la thôi, chứ còn bây giờ mua cổ phiếu Việt Nam không an toàn. Bỏ tiền vô bank Việt Nam cũng không có an toàn. Ở bên Mỹ thì mỗi một lần mà kinh tế như vậy đó, thì
người ta mua những cái giấy nợ của chính phủ Mỹ, nó gọi là những cái giấy, gọi là nó gọi là những cái công khố phiếu đó, thì cái đó bây giờ nó đang trả 4% tiền lời nhưng mà nó an toàn. Việt Nam á, Việt Nam và Lào là hai quốc gia đã sai lầm, tại vì họ đã ủng hộ Putin xâm lược Ukraine, cho nên bây giờ đó Việt Nam và Lào đang bị đó bế tắc trên cái mặt ngoại giao. Anh Trung Quốc và anh Nga đó, thì đó anh Trung Quốc và anh Ấn Độ đó, thì bây giờ đó thì cách đây mấy tháng là họ đã nhảy ra ngoài rồi, họ không có lên tiếng ủng hộ Putin xâm lược nữa. Chỉ có Việt Nam và Lào bây giờ đang bị nhiều khó khăn về ngoại giao. Có thể là các bạn sẽ thấy này, bây giờ những cái tin tức cho những cái truyền thông do nhà nước Việt Nam họ kiểm soát á, thì bây giờ bắt đầu họ lại thay đổi. Họ thay đổi cách nói chuyện, họ không có ủng hộ Putin mạnh mẽ nữa. Tại vì họ thấy Putin gọi là thua rồi, sắp bị lật đổ rồi. Ok, thì ngày hôm nay thì tôi chỉ nói đề tài một cách tự nhiên thôi, tôi nói không có chuẩn bị cái gì hết. Thì cho nên nó trong đầu tôi nghĩ cái gì thì tôi nói cái đó. Thì tôi chỉ khuyên là người dân Việt Nam á, là đó phải nên cẩn thận lúc này. Thứ nhất, là phải biết thì là đừng có tin vào cái hệ thống nhà bank ở Việt Nam. Bây giờ có tiền thì mua mua lo mà mua đô la thôi, tại vì nó tiền Việt Nam nó sẽ tiếp tục mất giá. Nhà nước Việt Nam họ cứ in tiền bừa bãi để mà họ làm cho cái đô la nó tăng giá, để cho người dân bán cái đô la đi. Khi người dân Việt Nam mà bán đô la đi thì nhà nước họ mua lại. Cái đó là cái hình thức gọi là ăn cướp trắng trợn. Giữ đô la là an toàn thôi, bây giờ thế giới người ta cũng giữ đô la không à. Tại vì có chiến tranh á, tình hình kinh tế lộn xộn là tất cả người dân thế giới người ta đều đi mua đô la, người ta chỉ trữ hết. Hoặc người ta mua những cái giấy nợ, mua giấy nợ của nước Mỹ. Bởi vì các bạn biết tại sao Mỹ nó in tiền ra nhiều, Mỹ nó nợ cả thế giới mà. Nó đâu có sợ đâu. Tại vì tiền đô la thế giới phải dự trữ. Và tôi nghĩ là đô la sẽ tiếp tục tăng giá nữa, là tại vì đó cái kết quả bầu cử của nước Mỹ vừa rồi cho thấy đó là đảng Cộng hòa họ đang thắng thế, họ sẽ có thể kiểm soát được quốc hội. Nếu mà Cộng hòa mà kiểm soát quốc hội đó thì họ sẽ đòi hỏi là ông Tổng thống Biden sẽ phải giảm chi tiêu, không có được gọi là chi tiêu xài tiền bừa bãi nữa. Các bạn thấy cái hệ thống chính trị của nước Mỹ nó hay lắm, nó gọi là đó tiếng Anh nó gọi là check and balance, tức là phải có gọi là kiểm soát lẫn nhau, chứ không có thể nào mà gọi là để cho một đảng gọi là nào cầm quyền họ muốn làm gì họ làm không được. Giống như Cộng sản Việt Nam đó, các bạn thấy không, họ muốn làm gì họ làm, mà họ muốn in tiền ra rồi họ muốn luật pháp, họ muốn làm ra luật này luật lọ kia, họ muốn bắt ai thì họ bắt, họ muốn khủng bố ai thì họ khủng bố. Những cái tôn giáo nào đó mà cộng sản đó, họ không cho hoạt động là họ khủng bố liền. Ngay cả người ta tu tại gia cũng không được, không yên được với cộng sản đó, các bạn thấy không, người ta đâu có đe dọa là gì đâu. Những người mà giống như là cái gọi là thiền an bên bờ vũ trụ đó, tôi quan sát tôi thấy họ có 6-7 người, họ nuôi những đứa nhỏ, họ tu tại gia thôi, họ đâu có làm gì đâu, họ đâu có đe dọa nhà cộng sản đâu. Nhưng mà
người cộng sản họ vẫn bắt, là tại vì đó cái Phật giáo nhà nước là do cộng sản kiểm soát. Thì nếu mà những người họ tu tại gia như vậy thì trong tương lai đó thì họ sẽ làm cho gọi là cái Phật giáo Việt Nam mà do nhà nước kiểm soát sụp đổ, cho nên họ phải bắt những người tu tại gia thôi. Ngay cả những cái người mà đạo Tin Lành họ đi truyền đạo đó, họ cũng bị bắt nữa. Tại họ chỉ đi truyền đạo thôi, họ đem cái tốt đẹp để mà ổn định cái xã hội, để cho làm cái đời sống của con người nó được tốt hơn, nó được tử tế hơn. Nhất là đạo Kitô giáo và đạo Phật giáo là giúp cho con người có một cái sống tử tế hơn, sống tốt hơn, sống thật sự hơn. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì họ lại không nghĩ như vậy. Tại cái người họ tin vào cái tôn giáo đó thì họ sẽ không tin Cộng sản. Cộng sản là lừa đảo, Cộng sản là khủng bố, Cộng sản là ăn cướp con tài sản của người dân. Đó. Các bạn thấy không, Cộng sản nó họ nuôi một cái chế độ gọi là một nhà nước gọi là công an và quân đội để khủng bố người dân và để bảo vệ đảng Cộng sản. Cho nên tôi chỉ nói cái thực tế là gì, Cộng sản nói thì nghe cho nó vui chứ đừng bao giờ tin Cộng sản. Và hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Các bạn thấy không, bây giờ đó Cộng sản Putin mà vẫn còn đi xâm lược Ukraine. Cộng sản Trung Quốc thì muốn đe dọa Taiwan. Cộng sản Việt Nam thì muốn kiểm soát Lào và muốn kiểm soát Campuchia. Nhưng mà Campuchia đâu có chịu đâu. Cho nên Cộng sản Việt Nam hôm nay chỉ có kiểm soát được anh Lào thôi. Chứ Campuchia là coi như Cộng sản mất rồi. Campuchia không có chịu đi theo Cộng sản đâu. Cộng sản Việt Nam là coi như là đó, đổ hơn 300.000 xương máu của thanh niên Việt Nam qua bên Campuchia thất bại rồi. Bây giờ ngày hôm nay Campuchia nó độc lập tự do, nó đâu có thích đi theo với Cộng sản nữa. Cho nên tôi muốn để lại một cái câu nói cuối cùng trước khi tôi chấm dứt cái video này là gì? Đừng nghe những gì Cộng sản Việt Nam nói phét và hãy nhìn những gì Cộng sản Việt Nam làm. Nếu có tiền có bạc thì no mà mua đô la dự trữ, hoặc là tìm đường cho con cháu đi qua Mỹ là tốt nhất. Muốn đi qua Mỹ thì xin visa đi du lịch trước, rồi qua đây kiếm mua một cái nhà ở xa thành phố 4-5 tiếng đồng hồ. Để từ từ đi ra đi vô Mỹ được nhiều lần thì sẽ đưa con cháu qua được. Tôi là may mắn này, ông bà tôi là ở ngoài Bắc sinh ra ở Hà Đông. Ông bà tôi đã đi theo Cộng sản, nhưng mà đó ông bà tôi nhìn thấy Cộng sản ban đêm nó cứ về cái này nó giết dân rồi nó bắt người dân phải đóng thuế, cho nên ông bà tôi thấy Cộng sản nó nói tốt nhưng mà nó làm không tốt, cho nên ông bà tôi bỏ Cộng sản chạy vào Nam, cho nên tôi mới thoát chết ngày hôm nay. Chứ nếu mà đi theo Cộng sản thì hỏng cả đời rồi, hỏng cả đời tôi, hỏng đời con cháu tôi luôn. Ok, thì trước khi tôi chấm dứt cái video này, tôi cũng xin ca lại một bài ca để giúp vui cho các bạn. Cảm ơn Chúa. Và tôi chỉ khuyên các bạn là gì? Nhất là các bạn trẻ đó, đừng có bao giờ tin là Cộng sản. Cộng sản là cái chế độ nó đang sụp đổ trên thế giới rồi. Nó đi ngược lại cái quyền sống của con người. Ok, để tôi ca một bài ca giúp vui cho các bạn trước khi tôi chấm dứt cái video này nha. Tại tôi nói cũng nhiều quá rồi. Giữ gìn con Chúa ơi, Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống.
tình yêu Chúa thương ban bền vững muôn đời. Amen.